Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang. Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương tỉnh Tiền Giang và các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. tiền giang là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông cửu long nên hội tụ các yếu tố của vùng là vựa lúa vựa trái cây và vựa tôm cá của cả nước cùng với hệ sinh thái phong phú đa dạng khung cảnh sông nước hiền hòa người dân thân thiện mến khách có truyền thống yêu nước hào hùng và những giá trị văn hóa đặc sắc miền sông nước Tiền Giang nổi bật là thành phố Mỹ Tho, một trong những đô thị hình thành sớm nhất trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, với nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, địa kinh tế, nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, là địa bàn trung chuyển hàng hóa giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Có hệ thống giao thông thủy và bộ khá thuận lợi, có nhiều tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế xã hội, nhất là về kinh tế biển, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và thương mại. Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, đề ra mục tiêu đến năm 2030 có ý nghĩa rất quan trọng để tỉnh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, có các vùng động lực, trung tâm kinh tế về công nghiệp, du lịch, kinh tế biển và đô thị, là tỉnh giữ vai trò kết nối quan trọng giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Các giá trị văn hóa lịch sử được bảo tồn và phát huy, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống ấm no, văn minh và hạnh phúc. Xa hơn nữa cũng sẽ góp phần đưa Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có trình độ phát triển khá của cả nước, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, trở thành nơi đáng sống, các giá trị văn hóa phát triển toàn diện được bảo tồn và phát huy, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh hạnh phúc. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, quy hoạch tỉnh Tiền Giang đã mở ra một đường hướng không gian phát triển mới cho tỉnh trong bức tranh chung của các tỉnh thành của cả nước. Tỉnh cũng đưa ra các định hướng ưu tiên phát triển, một giải, ba tâm, bốn hành lang kinh tế, ba khâu đột phá phát triển, bảo đảm tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện quy hoạch, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch ngành. Tới đây, quy hoạch tỉnh Tiền Giang phải có tầm nhìn dài hạn gắn với định hướng phát triển tổng thể, liên kết vùng, phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu phải luôn đổi mới tư duy phát triển, khai thác tối đa nguồn lực bên trong, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, nhất là quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển đô thị nhằm khai thác tốt vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long của tỉnh với hệ thống đường bộ kết nối toàn vùng cùng với đó là tập trung phát triển kinh tế biển kinh tế nông nghiệp du lịch theo hướng kinh tế xanh kinh tế số kinh tế tuần hoàn gắn với tiềm năng thế mạnh cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh của tỉnh cập nhật hoàn thiện cơ chế chính sách mở đường cho phát triển thu hút đầu tư phát triển các ngành lĩnh vực kinh tế chủ lực như chế biến nông thủy sản thực phẩm y sinh hóa dược chế biến chế tạo xây dựng năng lượng tái tạo quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các doanh nghiệp các nhà đầu tư thủ tướng yêu cầu cần phát huy sứ mệnh của doanh nghiệp trên tinh thần ba cùng cùng lắng nghe thấu hiểu cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động cùng làm cùng hưởng cùng thắng và cùng phát triển xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài bền vững thực hiện đúng cam kết đầu tư thỏa thuận hợp tác đúng định hướng ưu tiên theo quy hoạch tỉnh cùng với đó là tiên phong trong đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh chuyển đổi số chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực quản trị kinh doanh đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp ý kiến tham vấn cho cải cách thủ tục hành chính Tại hội nghị, tỉnh Tiền Giang đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ trương nghiên cứu dự án và giới thiệu các danh mục dự án ưu tiên mời gọi đầu tư trong năm 2024 thuộc các lĩnh vực.